trước khi soi chúng ta, trước cái công đoạn làm tiêu bản thì chúng ta phải chuẩn bị lá trúc đào, chuẩn bị dung dịch xanh methylene, chuẩn bị dung dịch chloramin B, dung dịch son phẹt và nước cất. Thì trước tiên chúng ta chuẩn bị lá, chuẩn bị mặt kính đồng hồ và chuẩn bị cái hộp lồng để nước cất. Sau đó chúng ta chuẩn bị các cái dụng cụ, ví dụ như là kim mũi mát, lamen và lam kính. Đây là lamen, đây là lam kính. Đầu tiên chúng ta cắt tiêu bản thì chúng ta sử dụng cái làm tiêu bản của cuống gân lá của cây trúc đào, là chúng ta cắt theo chiều ngang, đặt ở trên mặt phẳng chắc chắn và chúng ta cắt khoảng 10 miếng mỏng và đầy đủ. Nhớ là cắt mỏng và đầy đủ, càng mỏng thì tí nữa nhuộm chúng ta soi thì nó càng đẹp. Và chúng ta phải cắt theo chiều ngang của lá, chiều ngang của gân lá. Sau đó chúng ta cho vào hộp lồng, rồi tẩy ngâm trong dung dịch chloramin B thời gian 15 phút. Mục đích để tẩy những cái chất tế bào, để lát nữa chúng ta nhuộm xanh methylene và nhuộm son phèn để cái hai cái màu xanh và màu đỏ nó bắt màu tốt hơn, để soi đẹp hơn. Sau khi nhuộm mà tẩy bằng dung dịch chloramin T xong thì chúng ta rửa lại cái tiêu bản bằng nước cất 3 đến 4 lần. Sau khi rửa bằng nước cất thì chúng ta lại nhuộm bằng dung dịch xanh methylene, giống như ở bài trước cô hướng dẫn các em pha loãng xanh methylene trong một giọt xanh methylene với lại 5 giọt nước cất. 1 2 3 4 5. Và chúng ta thêm một giọt xanh methylene. Ta pha loãng thế thì thời gian nhuộm nó sẽ lâu hơn và cái tiêu bản nó bắt đẹp hơn, nó không bị cháy. Thời gian nhuộm là 5 phút. Sau khi nhuộm xong thì chúng ta rửa. Rửa lại bằng nước cất 3 đến 4 lần. Sau khi rửa bằng nước cất 3 đến 4 lần thì chúng ta lại nhuộm bằng dung dịch son phèn thời gian 10 đến 15 phút. Nhuộm trong son phèn 10 đến 15 phút rồi chúng ta lại rửa lại bằng nước cất 3 đến 4 lần.
giống như ở bài trước cô hướng dẫn là sau khi rửa xong chúng ta rửa sạch cái màu đỏ dung dịch son phèn 3 đến 4 lần là nó sạch hết. Rồi khi rửa xong thì chúng ta ngâm trong nước cất để tiêu bản nó không bị khô. Và chúng ta lấy cái chọn cái tiêu bản nào mỏng đẹp nhất để chúng ta đem soi. Chúng ta lấy cái lăng kính và lấy một cái chọn một cái tiêu bản mỏng và đầy đủ. Rồi chúng ta cho thêm một giọt nước cất. Sau đó chúng ta đậy lamen lại và chúng ta đem soi. Như vậy là bài lá của cô hướng dẫn các em làm tiêu bản đến đây là xong.